Wow, bắt được một con nòng nọc này nè Vin ơi. Chạy tới đó, chạy tới đó. À đâu, chạy các bạn. Đây bạn Vin bắt được con nòng nọc nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bắt tiếp nha. Bắt thêm mấy con nữa. Wow, cá nhỏ quá trời luôn nè Vin ơi. Wow, có con nòng nọc nữa nè. Đây cá quá trời luôn nè, ở đây coi. Đó, con gì nó bơi á, con biết không? Con gì bơi ạ? À? Con nòng nọc á. Con nòng nọc này ngốc thành con ếch này. Wow, quá trời nòng nọc con luôn. Mát quá hả? Đâu con bắt thử con nòng nọc có bắt được không? Không được hả? Cái chừng ướt áo nha. Quá wow, con đụng được luôn hả? Thôi có đụng con nòng nọc luôn hả? À bạn Vin đụng được con nòng nọc luôn kìa. À đụng con nòng nọc bắt con nòng nọc luôn hả? Bắt được không? Quá wow, bắt được một con nòng nọc rồi nè Vin ơi. Chạy tới đó, chạy tới đó. À đâu? Đây bạn Vin bắt được con nòng nọc mà các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn bắt tiếp nha. Bắt thêm mấy con nữa. Đây một con nòng nọc đây nữa nè. Ôi chết. Đây có không? Bên đây nhiều hơn nè, bên đây nhiều hơn nè. Đây đây nè 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 nè. Con nữa nè. Chạy thấy đó, chạy thấy. Ừ, hai con rồi, Vin bắt được hai con rồi. Thả luôn rồi hả? Thôi không đi thả nòng này các bạn ơi. Đây bắt một con nữa. Chạy nhanh quá, nhanh quá. Ủa, cái gì vậy? Vin ở đâu ạ? Mua. Mua hả? Mua. Không. Cái gì vậy? Quá wow. Có ốc sên hả? Ở đâu vậy? Ôi trời mưa có ốc sên nó lên đó hả? Quá wow, đưa ba coi thử. Quá wow. Một con ốc sên con luôn hả? Ốc sên con á. Rồi con bỏ vô giỏ đi. Quá wow, trong đây có không? Quá wow. Hai con nữa nè. Ê đưa giỏ đây ba bỏ vô. Quá wow, con ốc sên nó nằm ngủ rồi. Wow, còn một con nữa nè. Ui. Ý, còn ở đâu nữa không? Đi tìm thử coi con còn không? Wow, trời mưa ốc sên nó lên quá trời luôn á. Wow, bên đây có không? Wow, hai con luôn. Wow, đây, đưa cho đây. Wow, con ốc sên này đang chạy đâu kìa. Ui, 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 quá wow. Dính cái cây luôn hả? Ăn cái cây luôn hả? Ăn dính lá cây luôn hả? Trời. Quá wow, còn đâu nữa không? Quá wow, trời ơi, trời mưa sên lên quá trời luôn. Ui. Ui, con đó bự dữ hả? Ủa, ăn cái lá cây luôn hả? Con nào cũng ăn cây hết. Đâu, đưa ba coi thử. Quá wow, quá trời luôn. Rồi đi tìm nữa coi còn không? Quá wow. Nè một con nó nằm trong hốc nè. Đây đây. Sao ba không thấy vậy? Ôi con này nó nằm tuốt dưới hốc này nè, ba mới thấy đó. Ba đã đỏ chưa? Ui ui giỏ nằm đây. Ui giỏ đây, giỏ vô. Wow. Ui con sền nó kêu gì vậy? Kêu cái sền á. Kêu cái sền luôn á hả? Wow, còn nữa không ta? Hết rồi. Rồi chỗ này không còn rồi. Rồi mình đi qua bên mình còn kia cái con. Đây chúng ta vô đây coi thử cái con. Wow có một con kìa. Ê có một con nằm tuốt trong hốc này nè. Wow.
Ê, nè 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 nè. Một con ốc sên con. Rồi con bắt được nè. Rồi nó dính con bắt không được. Đây con bắt. Đây đưa giỏ đây. Wow, ngay chỗ này ốc sên con quá trời luôn nè. Ê, một ốc sên trong kẹt kìa. Kìa đó. Trời ơi, ốc sên đây. Quá wow, ở đây nữa. Một ốc sên em bé. Ơi nó ăn cái cây luôn. Ăn cái cây luôn rồi hả? Rồi bỏ vô giỏ đi, rồi bắt những con này đi. Ốc sên ăn cay á. Rồi bự quá đẹp quá. Rồi cho bá lửa luôn. Vô trong màu nè ba. Wow. Ở đây mình bắt được bao nhiêu con rồi? Wow, mình bắt được quá trời con luôn rồi. Bây giờ mình đem vô mình tô màu ha. Rồi, đem vô tô màu thôi.